VN30 là chỉ số tập hợp của 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn và thanh khoản cao đang được niêm yết trên sàn chứng khoán. Dựa theo đánh giá theo bộ chỉ số được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh triển khai, bắt đầu áp dụng từ năm 2012. Nhóm cổ phiếu VN30 bao gồm 30 doanh nghiệp top đầu đang được niêm yết trên sàn chứng khoán và chiếm đến hơn 80% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường và chiếm gần 60% giao dịch trên thị trường. Chỉ số VN30 có 2 kỳ điều chỉnh trên năm, tức lần lượt vào tháng 1 và tháng 7, được gọi là bán niên. Dữ liệu được thu thập và xem xét để xét duyệt danh mục VN30 cho kỳ mới ít nhất một tuần trước ngày thay đổi cơ cấu danh mục. Hệ số chia và tỷ lệ free float được điều chỉnh theo quý vào các tháng 1, 4, 7, 10. Tần suất tính toán chỉ số VN30 là 5 giây một lần. Quan sát sự thay đổi của VN30 sẽ cho thấy xu hướng của thị trường và sự quan tâm của các nhà đầu tư, giúp nhà đầu tư theo dõi xu hướng và tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp và dễ dàng hơn.